Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hưng Xe Hơi. Thì trước mặt em đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản giàu có cấp. Chiếc xe này thì hiện tại cái mức giá lăn bánh trả thẳng của nó thì cũng khá là cao. Nó rơi vào khoảng 1 tỷ ạ. 1 tỷ 350 triệu quay đầu. Vâng. Nhưng mà với cái chương trình trả góp, hỗ trợ trả góp tại đại lý thì anh chị chỉ cần 380 triệu là có thể sở hữu được chiếc xe này rồi. Em nó mang một lớp sơn màu đen rất là mạnh mẽ và cá tính. Đó. Lại chạy phiên bản dầu nữa thì cho nên là độ đi tăng tốc cũng như là chạy trên đường cao tốc về độ đầm, độ chắc và tiết kiệm nhiên liệu thì không ai có thể là so lại được với em nó rồi. Đấy, tiêu hao nhiên liệu là anh chị có thể thấy này, 6,4 lít để đường kết hợp này. Đấy, 8 lít trong đô thị và ngoài đô thị chỉ có 5,45 lít thôi. Thời điểm xăng nó khá cao như này thì một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản dầu dành cho quý anh chị di chuyển mấy cung đường dài, ví dụ một ngày anh chị đi đến 80 đến 100 cây, thậm chí là 200 km thì hoàn toàn có thể sở hữu em nó để di chuyển, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và sang trọng cũng như là cách âm tốt, độ đầm chắc của Hyundai thì khỏi nói rồi. Với 380 triệu thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu được em nó. Thì 380 triệu là anh chị đã vay tối đa là 80% giá trị xe. Mức lãi suất hiện tại thì rất là tốt, chỉ rơi vào khoảng 0,625% trên tháng, cố định 3 năm đầu. Và nếu mà cố định 1 năm đầu sẽ rơi vào khoảng 0,48%, đó, rất là tốt. Thời gian vay tối đa là 8 năm. Đấy, còn anh chị có thể vay được 3, 4, 5, 6, 7 năm tùy anh chị ạ. Quà tặng của bên hãng thì sẽ bao gồm là phim kích nhiệt. Đấy, dán phim kích nhiệt chính hãng, bảo hành 10 năm cho quý anh chị này. Rồi lớp trải sàn da đặt lên chiếc sàn nỉ này, bọc vô lăng và ví da. Đó. Santa Fe phiên bản dầu cao cấp thì được trang bị với hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp và động cơ là 2.2 turbo. Đó. Có công suất nó đâu đó rơi vào khoảng 202 mã lực. Đấy. Với mô men xoắn đâu đó khoảng 440 Nm. Đấy. Xe thì được dẫn động hai cầu toàn thời gian, rất phù hợp cho quý anh chị đi đường trường cũng như là đường phố, rồi đường kẻ thậm chí là những cái đường vượt khó, vượt địa hình cũng rất là tốt. Thì cùng em điểm qua một chút về chiếc xe Santa Fe phiên bản dầu cấp này. Thì phần đầu xe thì được trang bị cụm đèn pha cốt kiểu chiếu là bóng projector hay còn gọi là đèn bi theo ngôn ngữ mà anh chị hay gọi. Đấy. Đèn chiếu này thì cho một cái ưu điểm là cho chùm sáng hội tụ rõ nét và có cường độ sáng rất là cao. Đấy, tuổi thọ đèn LED cũng rất là tốt. Đó. Đèn LED rất là bền ạ. Rồi thì công nghệ đèn này thì sẽ có thêm đèn tích hợp cảm biến giúp cho quý anh chị khi mà đi bật đèn pha thì sẽ tự hạ pha để tránh cho mắt người và phương tiện xe đối diện. Cảm biến thì cũng được trang bị 4 cảm biến phía trước giúp anh chị đỗ xe cũng như là tránh chướng ngại vật dễ dàng hơn. Lưới tản nhiệt của xe mạ chrome bóng này. Đó, lưới tản nhiệt mạ chrome rất sang trọng. Logo Hyundai thì dưới đó là một chiếc mắt camera 360 độ. Đấy, giúp cho anh chị quan sát rất là tốt. Đấy, phiên bản cao cấp thì sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC được tích hợp trên chiếc radar này và chiếc camera ở trên phần kính lái kia thưa quý chị. Bản cao cấp cho nên là được mạ chrome xung quanh xe luôn. Đấy, anh chị thấy là cản trước này, lưới tản nhiệt này, rồi những cái phần cản bên sườn xe này đấy, cũng được trang bị. Đến phần la răng thì chiếc xe được trang bị với kích thước la răng 19 inch cho phiên bản cao cấp. Bản tiêu chuẩn thì la răng kích thước 18 inch. La răng 19 inch này thì chiếc xe giúp chiếc xe trông khỏe khoắn hơn và bệ vệ hơn. Đó, lốp là lốp cung hô rất là bền. Phần gương chiếu ngoài thì tích hợp camera, rồi thì xi nhan, các công nghệ như là cảnh báo điểm mù, sấy gương và phòng tránh những cái giúp cái cảnh báo điểm mù này giúp anh chị đi đường phòng tránh những cái trường hợp va chạm không đáng có thưa quý anh chị. Tay nắm cửa này thì được mạ chrome sang trọng này. Phần đuôi xe thì anh chị có thấy cụm đèn hậu của xe được trang bị với cụm đèn hậu full LED với hệ thống đèn báo phanh trên cao cảnh báo an toàn này, kèm thêm 4 cảm biến hỗ trợ lùi và đỗ, thanh chrome to bản. Đó, thanh chrome to bản giúp chiếc xe nâng thêm phần sang trọng. Bốn cảm biến này thì giúp anh chị tránh chướng ngại vật và lùi đỗ xe ở bãi rất là tiện lợi. Camera tích hợp thì cũng là được tích hợp cả camera lùi và camera 360 độ. Cốp của xe thì được trang bị là cốp điện có tích hợp
là cốp điện thông minh tích hợp chống kẹt và có nhớ vị trí cốp cho quý anh chị. Anh chị có thấy là cái khoang hành lý của xe rất là rộng, khi gặp hàng ghế thứ ba vào thì chúng ta sẽ có một cái khoang hành lý rất là mênh mông. Có thể tích lớn này giúp anh chị có thể để những cái bộ gốp và những cái chiếc vali đó, đi công tác và đi du lịch đường dài rất tiện lợi. Đó, ưu điểm của cốp rộng là như vậy ạ. Rồi khi mà gặp hàng ghế thứ ba lên thì anh chị sẽ chở được thêm hai người nữa. Chiếc xe ở trên này thì sẽ có là cái công nghệ như là những cái phím bấm điện để chỉnh độ gập ghế, rồi thì có cổng sạc công suất là 180W 12V, bật tắt, đấy, tốc độ gió, điều hòa hàng ghế thứ ba đầy đủ hết cho quý anh chị. Loa của xe thì đấy, loa Harman Kardon thì cũng được trang bị từ đầu đến chân luôn, từ đầu xe đến phần đuôi xe rất là tiện lợi. Đấy, hôm khác thì có thời gian thì em sẽ quay cho anh chị phần nội thất nhiều hơn. Thì với 380 triệu và được tặng những cái quà tặng khuyến mại của hãng thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu được chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản giàu cao cấp này rồi. Thì quý anh chị quan tâm thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.